Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Trung Quốc hoảng loạn sơ tán dân khẩn cấp khi siêu bão mới nhất là cơn bão số 3 tiếp tục đổ bộ vào nước này. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, một cơn siêu bão mới nhất đang ở bờ biển Hoàng Hải và sẽ ập vào nước này trong 1-2 ngày tới. Đây sẽ là cơn bão thứ 3 trong năm nay tại Trung Quốc. Cũng theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, cơn bão này rất lớn và gây thiệt hại khủng khiếp cho người dân ở các tỉnh ven biển như Phúc Kiến, Giang Tô, Thượng Hải và Chiết Giang. Vào ngày hôm qua, các khu vực ven biển dễ bị tổn thương ở Trung Quốc đã được sơ tán khẩn cấp. Các tàu cá cũng được gọi cập cảng trước khi bão số 3 đổ bộ mang mưa lớn cho phía đông Trung Quốc. Từ rạng sáng nay, tất cả các dịch vụ phà và một số chuyến tàu hỏa đã bị ngừng hoạt động. Hơn 10.000 hành khách đã được sơ tán khỏi các tàu thuyền ở vùng biển ngoài khơi các thành phố Ôn Châu và Tân Châu ở tỉnh ven biển Chiết Giang. Trước đó, tại Phúc Kiến, các cư dân ven biển cũng đã được sơ tán, các điểm du lịch đã đóng cửa, các công trình xây dựng được lệnh ngừng hoạt động, các tàu thuyền đánh cá được lệnh không ra khơi. Theo cơ quan chức năng của Trung Quốc, siêu bão số 3 với sức gió mạnh lên tới 180 km/h và mưa rất lớn khiến cho các quan chức của Trung Quốc rất lo lắng. Người dân Trung Quốc đã chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy khi từng đoàn xe quân đội tới hỗ trợ người dân đi tránh bão. Cơn bão số 3 mang theo gió mạnh lên tới gần 180 km/h ở tâm bão sẽ đổ bộ vào trung tâm đô thị hơn 1,3 triệu dân là Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang. Vào đêm cùng ngày, sức gió trong tâm bão số 3 sẽ là 221 km/h. Đồng thời di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 35 km/h. Theo thống kê của các quan chức tỉnh Chiết Giang, đã có 380.000 người đã sơ tán trước khi mưa lớn và gió mạnh tấn công khu vực bờ biển phía đông của đất nước. Cơ quan khí tượng Chiết Giang cũng đã phát cảnh báo bão khẩn cấp tới các thị trấn và thành phố trên toàn tỉnh. Mưa bão đã được dự báo sẽ ảnh hưởng từ hôm nay đến hết tháng 7 và sẽ xảy ra lũ quét, lũ ống, ngập lụt sau khi bão đi qua. Riêng tại Ôn Châu, trung tâm sản xuất lớn của Chiết Giang giới chức báo cáo đã sơ tán 100.000 người đến nơi trú ẩn và 7.000 tàu cá đã phải vào nơi tránh trú an toàn. Sóng dọc bờ biển đã được ghi nhận cao tới 3 mét vào đêm qua. Mùa mưa bão năm nay của Trung Quốc rất dữ dội, có thể nói là con số kinh khủng hơn cả năm 2020. Các hệ thống sông lớn của đất nước này đã phải đối phó với lũ lụt thảm khốc kể từ đầu tháng 4 do mưa lớn hoành hành. Tình trạng thời tiết bất lợi khiến nhiều người chết, buộc phải sơ tán 12 triệu người, dẫn đến thiệt hại hơn 49 tỷ nhân dân tệ. Trong khi đó, người dân Trung Quốc rất đau buồn khi lại thêm có một thị trấn cổ hơn 2.000 năm lịch sử thuộc thành phố Thiên Di, tỉnh Quý Châu đã bị ngập trong nước lũ nhiều ngày nay. Do mưa lớn, nước sông Thiên Di dâng cao từ hơn một tuần qua đã gây ngập lụt khắp các thành phố của thị trấn cổ, nơi có nước gặp sâu tới 3 mét, buộc chính quyền phải sơ tán 40.000 dân. Nước dâng rất nhanh, đồ dùng gia dụng, xe điện trong nhà chúng tôi không kịp di rời, ông Vĩnh, một người dân ở Thiên Di nói. Thiên Di là thị trấn cổ hơn 2.000 năm lịch sử cách trung tâm thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Dương khoảng 115 km về phía Tây Bắc. Từ một tuần nay, lượng mưa rơi xuống Thiên Di lên tới 297mm mỗi ngày, gây nên ngập lụt trăm năm mới có tại thành phố. Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Quý Châu cảnh báo từ ngày mai sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn trên sông Trường Giang và các con sông trong tỉnh tiếp tục dâng cao, đe dọa gây vỡ đê và các đập thủy điện trên địa bàn. Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, đặc biệt tại khu vực miền Trung và miền Nam. Trong các trận lũ năm nay lớn hơn bình thường và gây ảnh hưởng nghiêm trọng, lũ lụt trầm trọng trong những ngày vừa qua đã khiến 6 tỉnh thành và gần 15 triệu người đã chịu ảnh hưởng. Hơn 1,2 triệu người đã phải sơ tán và đến hôm nay đã có 146 người chết hoặc mất tích. Trong một diễn biến có liên quan, người Trung Quốc đau đớn vật vã khi hay tin khách sạn Tứ Quý Khai Nguyên ở thành phố Tô Châu, tỉnh Chiết Giang đã sập do lũ, khiến ít nhất 17 người tử vong và nhiều người khác bị thương nặng. Thưa quý vị, một thông tin kinh hoàng vừa xảy ra tại Trung Quốc, khiến cho ai nghe qua cũng phải đau lòng. Hôm nay, các quan chức của Trung Quốc thừa nhận đã kết thúc cuộc giải cứu các nạn nhân vụ sập khách sạn vừa qua, khiến 17 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. Theo đó, vào lúc 9 giờ sáng hôm nay, ngày công tác giải cứu các nạn nhân vụ sập khách sạn ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã kết thúc. Vụ tai nạn đã khiến 17 người thiệt mạng và đây được coi là một trong những vụ sập khách sạn nghiêm trọng nhất tại đất nước này trong thời gian gần đây. Cuộc giải cứu nạn nhân vụ sập khách sạn Tứ Quý Khai Nguyên tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô đã kết thúc vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương. Vụ sập đã khiến 17 trong số 23 nạn nhân bị thiệt mạng. Đây cũng là một trong những vụ sập khách sạn nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Trước đó, chính quyền thành phố Tô Châu đã huy động lực lượng cứu hộ với 120 xe cứu hỏa và hơn 650 nhân viên đến hiện trường để ứng cứu các nạn nhân. Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin,
có ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương sau vụ sập khách sạn Tứ Quý Khai Nguyên ở phố Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Sau 36 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã phát hiện 23 người bị chôn vùi trong đống đổ nát sau vụ sập khách sạn Tứ Quý Khai Nguyên. Chỉ 6 người trong số này còn sống. Theo BBC, vụ sập khách sạn 54 phòng xảy ra vào khoảng 15 giờ 30. Hơn 650 nhân viên cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường. Ban đầu, lực lượng chức năng cho rằng có 18 người trong khách sạn vào thời điểm tòa nhà bị sụp đổ. Tuy nhiên, nhóm cứu hộ sau đó được thông tin rằng có 5 khách đang lưu trú ở khách sạn mà không đăng ký. Trong số 6 người còn sống sót được tìm thấy từ đống đổ nát, 5 người được cho là bị thương trong tình trạng ổn định và có 1 người không bị thương. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân vụ sập xuất phát từ quá trình tái cấu trúc tòa nhà, gặp thời tiết mưa lũ liên tục trong thời gian vừa qua, khiến nền đất khu vực bị lún và sạt lở. Khách sạn Tứ Quý Khai Nguyên được cho là nằm ở một khu vực nơi địa hình khá cao giáo, nhưng đã được cải tạo thường xuyên trong những năm gần đây. Tòa nhà lúc đầu chỉ có 3 tầng. Tuy nhiên qua thời gian, số tầng của khách sạn này càng tăng lên. Một cư dân ở thành phố Tô Châu nói với hãng tin Ngôi Sao Đỏ, chính quyền tỉnh Giang Tô cho biết, một nhóm điều tra đang xem xét vụ tai nạn, nói thêm rằng những cá nhân có liên quan sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Các vụ sập công trình dân sự ở Trung Quốc trong quá khứ thường có liên quan đến việc xây dựng không đảm bảo chất lượng. Theo BBC, vào năm 2020, một vụ sập khách sạn ở Phúc Kiến đã khiến ít nhất 29 người tử nạn. Lực lượng điều tra sau đó phát hiện quá trình xây dựng khách sạn có nhiều vấn đề nghiêm trọng. Hiện chính quyền thành phố Tô Châu đã thành lập tổ điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân của vụ việc. Lực lượng công an cũng đã triệu tập chủ khách sạn, chủ đầu tư, người thiết kế cũng như người phụ trách xây dựng khách sạn, đồng thời tạm giữ những người có liên quan để điều tra kỹ thuật. Vụ sập khách sạn Tứ Quý Khai Nguyên diễn ra trong bối cảnh mưa lũ ở thành phố Tô Châu trong những ngày vừa qua vô cùng khiếp sợ, với lượng mưa lên tới 420mm, khiến cho nhiều con phố bị ngập chìm. Bên cạnh đó, các thủy điện liên tục xả lũ xuống hạ nguồn làm tình trạng ngập càng nghiêm trọng và thê thảm hơn. Thật vậy, trong những ngày vừa qua, hồ thủy điện Tân An Giang ở Chiết Giang đã xả lũ khẩn cấp mức độ 1 với tất cả 9 đập tràn. Mỗi đập có thể xả nước với tốc độ 500m³ mỗi giây. Trước đó, hồ đã mở đập tràn để xả lũ. Tuy nhiên, lũ quá lớn nên Trung Quốc quyết định phải xả toàn bộ hết công suất của con đập để hạ thấp đỉnh lũ. Theo nguồn tin từ Tân Hoa xã, hôm qua cơ quan khí tượng của Trung Quốc tiếp tục ban hành cảnh báo đỏ về mưa bão. Những trận mưa lớn không ngừng tàn phá khắp các vùng đất rộng lớn của Trung Quốc. Từ 2 ngày nay, mưa to và bão đã xảy ra ở phía Tô Châu, Quảng Tây, Vân Nam, Bắc Kinh, Tứ Xuyên và ở một số khu vực Giang Tây đã hứng chịu những trận mưa lớn, với lượng mưa lên tới 260mm mỗi ngày. Một số khu vực nói trên đã có lượng mưa lớn hơn 80mm giờ kèm theo dông bão và gió mạnh. Cơ quan khí tượng Thủy Văn đã khuyến cáo chính quyền các địa phương nên cảnh giác về lũ lụt, lở đất và khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời và các khu vực nguy hiểm. Kể từ đầu tháng đến nay, những trận mưa lớn liên tục đã phá hủy phần lớn miền Nam Trung Quốc, đã khiến nhiều nước ở nhiều con sông của các khu vực này bị ảnh hưởng vượt quá mức cảnh báo. Trụ sở phòng chống lụt bão và hạn hán của nhà nước Trung Quốc đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ từ cấp 2 lên cấp 1 vào ngày hôm qua. Trước đó, các đợt lũ lớn đã tràn vào sông Dương Tử và đập Tam Hiệp với tốc độ đạt đỉnh 53.000m³ mỗi giây, kéo theo mực nước trong hồ chứa của đập tăng lên 158m, cao hơn mức đỉnh lũ tới trước mỗi mùa lũ. Hồ chứa đập Tam Hiệp xả nước để đảm bảo khả năng trữ nước, khi lũ đến đập xả sẽ ngăn nước để giảm tác động của lũ, từ đó bảo vệ các khu vực hạ nguồn. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, trong khoảng gần một tháng qua, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã làm ít nhất 158 người chết, ảnh hưởng đến khoảng 24,8 triệu người ở 17 khu vực cấp tỉnh. Tính đến hôm qua, khoảng 468 ngôi nhà bị hư hại và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 144 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê, có khoảng 300 di tích lịch sử đã thiệt hại trong mùa lũ năm nay. Thượng lưu của sông Dương Tử đã trải qua hai trận lũ trong năm do mực nước dâng cao dẫn đến mực nước kỷ lục ở đập Tam Hiệp. Giữa lúc có tin rằng mực nước đập Tam Hiệp vượt mức cảnh báo và nó rất khó có thể chịu đựng được nỗi các cơn lũ dữ thường xuyên như mùa lũ năm 2021. Ngoài ra, giới chức tỉnh Tứ Xuyên thuộc miền Tây của Trung Quốc cùng ngày cũng đã ghi nhận 5 người tử vong, 12 người mất tích sau đợt mưa bão từ khuya ngày hôm qua ở huyện miền Đông Trung Quốc đang trải qua mùa mưa lũ bất thường. Với cảnh báo mưa bão được ban hành liên tục hơn 20 ngày qua, trong gần một tháng nay kể từ đầu tháng 7, mực nước của 120 con sông đã vượt quá mức cảnh báo, trong đó mực nước của 18 con sông ở mức cao nhất trong lịch sử, vượt xa mức nước mùa hè năm 2020. Ông Lưu Chí Dư, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Thủy văn thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc trả lời Nhân dân Nhật báo. Trước đó, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, khu vực sông Dương Tử đang bước vào mùa mưa lũ rất lớn và Bắc Kinh kêu gọi sự phối hợp điều tiết tại các dự án đập ngăn lũ lớn như đập Tam Hiệp. Đập thủy điện lớn thứ hai trên thế giới được xây dựng trên sông Dương Tử,
đoạn chảy qua thị trấn Tam Đảo Bình, tỉnh Hồ Bắc, khu vực sông Dương Tử đoạn chảy qua thành phố Trùng Khánh. Thượng nguồn của đập Tam Hiệp đang trải qua đợt lũ lụt kỷ lục tồi tệ nhất trong hơn 80 năm qua, vượt cảnh báo đỏ về lũ lụt so với mùa hè năm 2020. Hôm qua, mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp giảm xuống mức 149m, cao hơn mức báo lũ tới 4m. Cũng vào ngày hôm qua, ông Diệp Kiến Sơn, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc trong lúc đi thị sát tình hình chống lũ tại tỉnh Tứ Xuyên đã cho biết rằng, nếu thời tiết không cải thiện và các dãy mưa không dịch chuyển sang nơi khác, thì lũ lụt dọc theo sông Dân Tử kể từ đầu tháng đến nay có thể khiến khả năng chịu đựng của đập Tam Hiệp bị đẩy đến điểm nguy kịch. Tôi không dám nói là nó bị vỡ nhưng cũng có nhiều kịch bản không được tốt có thể xảy ra. Theo nhiều chuyên gia, ý kiến của ông Diệp Kiến Sơn ở đây là vẫn tiếp tục xả lũ xuống hạ nguồn nếu các con đập thủy điện bị lũ tràn về uy hiếp, bất chấp các thành phố hạ lưu hiện nay bị ngập lụt nặng nề. Mục tiêu bao trùm của đập Tam Hiệp và các đập thủy điện khác ở Trung Quốc là kiểm soát lũ lụt và bảo vệ các trung tâm đô thị như Vũ Hán, Trung Khánh. Tuy nhiên, hiện nay cả hai thành phố này lại đang bị nhấn chìm bởi nước lũ mà không có lối thoát. Từ giữa tháng 7 đến nay đã có hai đỉnh lũ đổ về đập Tam Hiệp, vượt trên mức cảnh báo so với mùa hè năm 2020. Con đập trên sông Dương Tử đã phải mở thêm 9 cửa xả từ hồ chứa đập Tam Hiệp, dẫn tới nhiều chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm lũ lụt ở hạ lưu sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc. Nhìn sang hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc thuộc tỉnh Giang Tây hiện nay, mực nước lũ đã dâng cao mức lịch sử năm 1998 và năm 2020. Những nơi khác thuộc hạ lưu sông Dương Tử cũng ghi nhận mực nước phá vỡ kỷ lục một năm trước đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Miền Trung oằn mình chống chọi với mưa lũ. Trong 2 ngày qua, tại các tỉnh thành trong khu vực miền Trung có mưa to đến rất to, gây lụt lớn trên địa bàn và gây thiệt hại nhiều về tính mạng cũng như tài sản của nhân dân. Tại Quảng Nam, đợt mưa lớn đã làm 2 người chết, 1 người mất tích. Rất nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan bị ngập nước. Mưa lũ tại Quảng Ngãi đã làm 1 người mất tích, gần 2.000 nhà dân bị ngập. Quảng Nam, 3 người chết và mất tích, nhiều nơi vẫn còn ngập sâu. Hôm nay, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã giảm, chỉ còn mưa rải rác, cục bộ tại một số địa phương. Tại hạ lưu sông Thu Bồn và Tam Kỳ, mực nước vẫn còn cao và xuống chậm. Đợt mưa lớn này làm 2 người chết, 1 người mất tích. Rất nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan bị ngập nước. Để ứng phó với đợt mưa lớn trong 3 ngày qua, các địa phương đã chủ động di rời sơ tán 1.237 hộ trên 4.276 nhân khẩu tại các vùng có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất đến nơi an toàn. Dự báo từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10, miền Trung sẽ tiếp tục có một lượng mưa lớn, trong đó Quảng Nam là một trong các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp. Ủy ban nhân dân tỉnh đang theo dõi tình hình ngập lụt ở hạ du trong đêm nay và ngày mai 12 tháng 10. Nếu tình hình cải thiện sẽ tiến hành điều tiết lượng nước ở các hồ thủy điện, thủy lợi để đón đợt mưa sắp tới. Hiện nay nhiều khu vực của tỉnh Quảng Nam như Duy Xuyên, Quế Sơn, Hội An vẫn còn ngập sâu. Đặc biệt tại Hội An, mưa lớn cùng với việc điều tiết lũ khiến các tuyến đường chạy dọc sông Hoài ngập sâu trên 2 mét. Nhiều khách du lịch vừa khăn gói chạy lụt trên những chiếc thuyền giữa lòng phố cổ. Một số khác thì thuê thuyền để trải nghiệm du lịch Hội An theo một góc nhìn khác ở trên thuyền. Quảng Ngãi gần 2.000 nhà ngập, 2 người mất tích. Trong 2 ngày qua, tại các tỉnh thành trong khu vực miền Trung có mưa to đến rất to, gây lụt lớn trên địa bàn và gây thiệt hại nhiều về tính mạng cũng như tài sản của nhân dân. Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 17 giờ 30 phút chiều 11 tháng 10, mưa lũ đã làm gần 2.000 nhà dân bị ngập, mức ngập trung bình từ 0,3 đến 0,7 mét. Tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức di rời sơ tán 400 hộ với 1.094 khẩu trong vùng có bị ngập lụt và vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Một người bị thương và 21 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái do lốc xoáy gây ra. Toàn tỉnh lượng mưa phổ biến lên tới từ 300 đến 500 mm, 126 hồ chứa đã đạt dung tích 75%. Lúc 13 giờ 30 phút chiều nay, một vụ chìm ghe đánh cá xảy ra tại xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã làm một người mất tích, 2 người được cứu vớt đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy tung tích của công nhân nhà máy thủy điện Cà Tinh thuộc công ty cổ phần thủy điện Trà Bồng bị mất tích trong vụ sạt lở thủy điện xảy ra vào đêm qua.
Mưa lớn từ tối qua đến chiều ngày 10 tháng 10 khiến nước lũ dâng cao gây cô lập nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi. Tỉnh này buộc phải đi sơ tán hàng nghìn người dân đi tránh lũ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, từ đêm qua đến chiều ngày 10 tháng 10, mưa lớn 150-390mm khiến mực nước trên các sông dâng nhanh. Dự báo đến tối nay, sông Trà Câu ở thị xã Đức Phổ vượt mức báo động 3 là 0,5m, sông Vệ đi qua huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa trên mức báo động 3 là 0,2m. Lũ lớn tràn về khiến nhiều tuyến đường chính và khu dân cư ở xã Hành Tín Tây và Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành bị ngập sâu hơn 0,5m, chia cắt cô lập hoàn toàn. Các tuyến đường từ trung tâm huyện Nghĩa Hành về các xã cũng bị chia cắt do nước lũ gây ngập sâu từ 0,5 đến 1m. Mực nước sông Vệ và sông Phước Giang đã vượt mức báo động 3. Trước tình hình này, huyện Nghĩa Hành đã sơ tán khoảng 560 hộ dân với hơn 2.240 người ở thị trấn Chợ Chùa, Hành Dũng, Hành Tín Tây, Hành Nhân đến nơi tránh lũ. Trong khi đó, tại thị xã Đức Phổ, mực nước lũ trên sông Trà Câu đã vượt mức báo động 3, gây ngập sâu nhiều khu dân cư từ 0,5 đến 1m. Ông Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ cho hay địa phương đã huy động lực lượng dân quân hỗ trợ đưa hơn 300 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu ở vùng ngập lụt đến nơi tránh lũ. Nước lũ đang dâng nhanh, chúng tôi đi cano kiểm tra từng khu dân cư để kịp thời hỗ trợ tiếp tục rà soát sơ tán người dân từ vùng trũng thấp lên vùng cao an toàn. Ông Vương nói, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chiều cùng ngày, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ký công điện hỏa tốc yêu cầu các ngành địa phương tạm hoãn tất cả các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung vào công tác phòng chống lũ từ 17 giờ ngày 10 tháng 10. Các ngành địa phương tập trung kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán các hộ dân vùng trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất bị chia cắt, núi lở vùi lấp nhà máy thủy điện, hơn 20.000 dân bị cô lập. Hàng nghìn mét khối đất đá vùi lấp nhà máy thủy điện Ca Tinh ở huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi. Vụ lở núi vùi lấp một công nhân mất tích, hơn 20.000 dân bị cô lập hoàn toàn. Sáng ngày 11 tháng 10, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lở núi vùi lấp nhà máy thủy điện ở xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng. Ông Minh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các ngành địa phương và chủ đầu tư nhà máy thủy điện Cà Tinh nỗ lực tìm kiếm người mất tích, giải tỏa đất đá sạt lở nhằm sớm thông tuyến đường huyết mạch Trà Bồng - Trà Phong. Báo cáo về vụ sạt lở núi, ông Đặng Vĩ Thuyên, giám đốc nhà máy thủy điện Cà Tinh cho biết khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10, đợt lở núi đầu tiên kéo theo đất đá tràn xuống đường vùi lấp cầu Cà Tinh dày hơn 0,5m. Đến 18 giờ 20 phút cùng ngày, núi tiếp tục lở cuốn theo đất đá sạt xuống vùi lấp nhà máy thủy điện Cà Tinh. Vụ lở núi khiến anh Nguyễn Văn Nam, ngụ thành phố Quảng Ngãi, nhân viên trực phòng chống thiên tai cho nhà máy thủy điện Cà Tinh mất tích. 5 người khác cùng tổ trực ở trụ sở văn phòng cách điểm lở núi 100m nên may mắn thoát nạn. Đất đá phá hỏng một tổ máy cùng nhiều hạng mục công trình của chúng tôi, ông Thuyền nói. Trao đổi với dinh, ông Đặng Minh Thảo, bí thư huyện ủy huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi cho biết thêm, đến trưa ngày 11 tháng 10, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận khu vực nhà máy thủy điện bị đất đá vùi lấp. Vụ lở núi gây thiệt hại nặng cho nhà máy thủy điện Cà Tinh, phá hỏng mố cầu Cà Tinh và gây tắc nghẽn giao thông, cô lập hoàn toàn 6 xã khu Tây với hơn 20.000 người dân, ông Thảo thông tin. Thủy điện Cà Tinh là nhóm các thủy điện xây dựng trên dòng sông Hà Doi ở xã Trà Lâm và Trà Xuân, huyện Trà Bồng. Thủy điện Cà Tinh có 2 bậc, tổng công suất lắp máy 12 MW với 3 tổ máy, sản lượng điện hàng năm khoảng 42 triệu kWh, khởi công năm 2018, hoàn thành năm 2020. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, nhiều địa phương miền núi ở tỉnh này có mưa to đến rất to, từ 230mm đến 390mm, trong đó một số nơi mưa trên 400mm, như xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà. Các địa phương cần đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở núi, ngập lụt vùng trũng thấp ở đồng bằng. Lãnh đạo Quảng Ngãi yêu cầu các ngành địa phương huy động tổng lực phương tiện, cán bộ tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lở núi vùi lấp nhà máy thủy điện Cà Tinh. Sau một ngày đêm xảy ra vụ lở núi vùi lấp nhà máy thủy điện Cà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, đến tối ngày 11 tháng 10, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tìm thấy nạn nhân mất tích Nguyễn Văn Nam, nhân viên trực phòng chống thiên tai cho công trình này. Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ ở khu vực này dâng cao, núi tiếp tục sạt lở kéo theo đất đá tràn xuống vùi lấp tỉnh lộ 622B, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Trước tình hình này, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành địa phương tăng cường phương tiện nhân lực tập trung khắc phục điểm sạt lở núi và tìm kiếm nạn nhân mất tích. Cơ quan chức năng cần tính toán phương án tiếp cận hiện trường sớm nhất nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Ông Minh lưu ý. Mặc áo mưa ngồi co ro bên cây cầu Cà Tinh, bà Phạm Thị Trung Chi, mẹ anh Nam cầu nguyện cho con trai tai qua nạn khỏi trong vụ lở núi vùi lấp nhà máy thủy điện này. Hai vợ chồng ông Nguyễn Tú và bà Chi mặc áo mưa che dù mong chờ thông tin con trai từ lực lượng cứu hộ. Vợ chồng có hai con, một trai một gái, Nam là con trai đầu, làm việc ở nhà máy thủy điện Cà Tinh được một năm rồi. Nghe tin con mất tích mà vợ chồng tôi như sững sờ, như ngồi trên đống lửa, bà Chi nói. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận đến nhà điều hành của nhà máy thủy điện Cà Tinh, nhưng suốt nhiều giờ qua vẫn chưa tìm thấy nạn nhân Nam mất tích. Đội ngũ kỹ sư công nhân nhà máy thủy điện Cà Tinh đứng hàng giờ ngoài mưa mong ngóng thông tin đồng nghiệp. Núi liên tục sạt lở khiến anh Nguyễn Văn Nam, nhân viên trực phòng chống thiên tai cho nhà máy thủy điện Cà Tinh mất tích. 5 người khác cùng tổ chức ở trụ sở văn phòng cách điểm lở núi 100m nên may mắn thoát nạn. Ông Đặng Vĩ Thuyên, giám đốc nhà máy thủy điện Cà Tinh thông tin. Trước hàng ngàn khối đất đá sạt trượt quá lớn, Đinh Hùng Vương, chiến sĩ cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Quảng Ngãi cùng đồng đội phải chờ các phương tiện cơ giới giải phóng bớt đất đá ở điểm núi lở mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích. Chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cùng điều động các phương tiện, thiết bị cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường sẵn sàng tìm kiếm nạn nhân mất tích và tham gia giải tỏa điểm sạt lở núi nơi đây. Theo lãnh đạo huyện Trà Bồng, sớm nhất phải hết ngày 12 tháng 10, cơ quan chức năng mới có thể giải tỏa được điểm lở núi, kết nối giao thông trên tuyến tỉnh lộ 622B. Điều này đồng nghĩa với việc 20.000 người dân ở các xã phía Tây Trà Bồng tạm thời thoát cảnh cô lập hoàn toàn trong những ngày mưa lũ. Sạt lở núi đá vôi khiến 3 bản ở miền núi Quảng Bình bị cô lập. Hàng tấn đá vôi rơi từ độ cao 30-40m xuống chắn ngang mặt đường khiến 3 bản ở vùng cao Quảng Bình bị cô lập. Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận thông tin. Theo thống kê, khoảng 800 người dân ở 3 bản của xã Thượng Hóa và đồn biên phòng Cà Seng đang bị cô lập. Cụ thể, ở khu vực cua Tây Áo, hàng nghìn khối đá vôi lớn, nhỏ rơi từ độ cao 30-40m xuống chắn ngang mặt đường, khiến giao thông tê liệt. Cùng ngày, đất đá tiếp tục rơi rải rác xuống nền đường, bà con phải khiêng xe máy qua vùng sạt lở để ra ngoài. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm, đồng thời báo cáo lên Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa chuẩn bị phương tiện giải phóng đá sạt lở khi đá vôi ngừng rơi. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10 ở xã Bình Long, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi xảy ra vụ chìm ghe trên cánh đồng ngập lũ. Ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn cho biết ông Hồ Văn Tài, Nguyễn Minh Tuấn, Dương Thanh Khải đều 31 tuổi ngụ xã Bình Long rủ nhau chèo ghe trên đồng đến khu vực gần cầu Ô Sông thả lưới đánh bắt cá. Nước lũ dâng cao cuồn cuộn chảy về đã nhấn chìm ghe khiến 3 người rơi xuống dòng nước xiết. Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương kịp thời cứu vớt Tài và Khải đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn Tuấn vẫn mất tích trên cánh đồng ngập lũ, ông Hiền nói. Người dân đứng bên quốc lộ đoạn qua xã Bình Long, huyện Bình Sơn theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sau khi vụ việc xảy ra, huyện Bình Sơn đã kiến nghị Bộ Chỉ huy Quân sự Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện cano xuồng cao su tham gia tìm kiếm người mất tích. Biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi miền Trung mưa rất to. Khoảng từ đêm ngày 13 đến ngày 16 tháng 7, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to, có nơi trên 600mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay ngày 12 tháng 10, một vùng áp thấp hình thành trên khu vực giữa Biển Đông. Lúc 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,0 đến 14,0 độ Vĩ Bắc, 116,5 đến 118. 8,5 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,3 độ vĩ bắc, 115,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, từ 39 đến 61 km/h, giật cấp 9.
Vùng nguy hiểm do vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ vĩ Bắc, từ 114,0 đến 118,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nên ở khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Trong khoảng từ đêm ngày 13 đến ngày 16 tháng 10, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió đông hoạt động mạnh, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 500 mm, có nơi trên 600 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp ở các khu vực cảnh báo mưa lớn trên. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Miền Trung sẽ có mưa rất lớn trong những ngày tới. Dự báo Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục đón một đợt mưa rất to, gây ra lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi. Lũ lên đỉnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi của miền Trung. Liên quan đến tình hình mưa lũ sạt lở ở khu vực miền Trung, trao đổi với phóng viên VOV.vn, ông Phùng Tiến Dũng, trưởng phòng dự báo Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay lũ tại hạ lưu sông Thu Bồn, Quảng Nam đang dao động ở mức báo động 3. Trên sông Vu Gia, Quảng Nam và sông Vệ, Quảng Ngãi đang xuống, sông Bồ, Thừa Thiên Huế đang lên, sông Hương, Thừa Thiên Huế, sông Trà Khúc, Quảng Ngãi, các sông ở Bình Định và Kon Tum có dao động. Mực nước lúc 7 giờ ngày 11 tháng 10 trên các sông, sông Bồ tại Phú Ốc 2,58m, dưới báo động 2 0,42m, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 8,74m, dưới báo động 3 0,26m, sông Thu Bồn tại Nông Sơn 15,22m, trên báo động 3 0,22m, tại Giao Thủy 8,22m, dưới báo động 3 0,58m, tại Câu Lâu 4,03m, trên báo động 3 0,03m. Sông Trà Khúc tại Trà Khúc 4,84m dưới báo động 2 0,16m, sông Vệ tại sông Vệ 4,47m dưới báo động 3 0,03m, các sông khác ở Bình Định và Kon Tum ở dưới mức báo động 1. Trong 6 giờ tới, lũ trên hạ lưu sông Thu Bồn sẽ đạt đỉnh, sau xuống đỉnh lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 4,1m, trên báo động 3 0,1m. Từ 6 giờ đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn tiếp tục xuống, các sông ở Quảng Ngãi dao động ở mức báo động 2, báo động 3. Ông Phùng Tiến Dũng nhận định, trưởng phòng dự báo Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo tình trạng ngập lụt tiếp tục xảy ra, đặc biệt tại thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình và thị trấn Núi Thành, Quảng Nam, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi. Trong ngày 11 tháng 10, trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Bình Định và Kon Tum sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông khả năng ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và Kon Tum, đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3, ông Phùng Tiến Dũng nhận định. Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục đón một đợt mưa rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình mưa lớn ở các tỉnh miền Trung vẫn còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới do tác động của không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao. Trọng tâm mưa tiếp tục xảy ra tại các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định với tổng lượng từ chiều tối ngày 10 tháng 10 đến đêm ngày 11 tháng 10, dự báo từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Các tỉnh Nam Trung Bộ và phía Bắc của Tây Nguyên từ chiều tối ngày 10 tháng 10 đến đêm ngày 11 tháng 10 có tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 120 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại những vùng trũng thấp. Dự báo từ ngày 12 tháng 10 mưa lớn giảm nhanh ở các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên ngay sau đó khoảng ngày 13 đến ngày 15 tháng 10, khu vực Trung Trung Bộ và phía Bắc của Nam Trung Bộ lại tiếp tục đón một đợt mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cơ quan khí tượng nhận định tình hình mưa lớn ở miền Trung diễn biến phức tạp từ nay đến cuối năm. Miền Trung mưa lớn nhiều nơi đối mặt chìm trong biển nước. Mưa to xảy ra nhiều nơi ở Trung và Nam Trung Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông và ngập lụt vùng trũng thấp,
khu đô thị các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và Kon Tum. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 8 giờ ngày 10 tháng 10 đến 8 giờ ngày 11 tháng 10, phổ biến từ 150 đến 400mm, có nơi trên 450mm. Như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 586,8mm, Tam Lãnh, Quảng Nam 520,4mm, Sơn Kỳ, Quảng Ngãi 502,8mm, Trà Hiệp, Quảng Ngãi 492,6mm. Hôm nay, từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Kon Tum có mưa vừa, mưa to và dông. Riêng khu vực Quảng Ngãi mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm nay, mưa lớn ở các khu vực trên giảm nhanh. Tuy nhiên, đến ngày 13 tháng 10, mưa trở lại ở Trung và Nam Trung Bộ. Hiện nay, lũ hạ lưu sông Thu Bồn, Quảng Nam đang dao động ở mức báo động 3. Trên sông Vu Gia, Quảng Nam và sông Vệ, Quảng Ngãi đang xuống. Sông Bồ, Thừa Thiên Huế đang lên. Sông Hương, Thừa Thiên Huế, sông Trà Khúc, Quảng Ngãi, các sông ở Bình Định và Kon Tum có dao động. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên hạ lưu sông Thu Bồn sẽ đạt đỉnh, sau xuống đỉnh lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 4,1m, trên báo động 3 là 0,1m. Từ 6 giờ đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn tiếp tục xuống. Các sông ở Quảng Ngãi dao động ở mức báo động 2, báo động 3. Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình và thị trấn Núi Thành, Quảng Nam, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi. Trong hôm nay, trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Bình Định và Kon Tum sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông khả năng ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở Trung Du, vùng núi, ven sông và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và Kon Tum. Đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Hai kịch bản mưa lớn ở miền Trung trước hình thái đa thiên tai. Dự báo miền Trung sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của 3 yếu tố áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh và gió đông. Hai kịch bản mưa được đưa ra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,2 đến 14,2 độ Vĩ Bắc, 116,3 đến 118,3 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 114,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, từ 39 đến 61 km/h, giật cấp 9. Từ đêm ngày 13 đến ngày 16 tháng 10, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió đông hoạt động mạnh, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên có khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to. Tuy nhiên, đây là một tổ hợp hình thái đa thiên tai, nên một trong ba yếu tố là áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh và gió đông thay đổi thì diễn biến mưa, phân bố mưa, cường độ mưa sẽ thay đổi theo. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra hai kịch bản. Kịch bản 1, kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất là thông tin dự báo trên. Trong khoảng từ đêm ngày 13 đến ngày 16 tháng 10, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió đông hoạt động mạnh, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên có khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 500mm, có nơi trên 600mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp và các khu vực cảnh báo mưa lớn trên. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc sét cấp 2. Kịch bản 2. Kịch bản nguy hiểm, khả năng xảy ra thấp hơn kịch bản dự báo trên. Áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông di chuyển chậm hướng về miền Trung Việt Nam tĩnh lại, ít di chuyển, không khí lạnh mạnh, gió đông cũng mạnh, thời gian mưa kéo dài hơn, cường độ mưa cũng lớn hơn. Nó sẽ gây mưa lớn hơn và kéo dài hơn so với kịch bản 1 cho khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Chúng tôi mới cập nhật được từ tình hình cơn bão số 7 đang càn quét thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Thưa quý vị, hôm qua tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của phía Trung Quốc, đã đưa tin về cơn bão số 3, cơn bão mạnh thứ 3 trên thế giới, với cấp độ bão lên con số 14, giật trên cấp 15 và bão đang càn quét thủ đô Bắc Kinh, cũng như quảng trường Thiên An Môn, khiến cho điện, đường, trường, trạm bị phong tỏa, cây cối thì bị bật gốc, còn nhà cửa thì bị sụp đổ. Tất
cả những con đường tại thủ đô Bắc Kinh đã biến thành sông bởi cơn bão số 7 trên đã mang một lượng mưa to đến rất to rơi từ trên trời rơi xuống, làm cho thủ đô Bắc Kinh bị phong tỏa. Và đây, người ta được cho là nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Nhiều ý kiến khác cho rằng đây chính là do mẹ thiên nhiên muốn ra tay trừng phạt Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, tính từ tháng 1 cho tới nay, Trung Quốc đã đón nhận tới 7 cơn bão lớn bé liên tục đổ bộ vào Bắc Kinh, khiến cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao. Cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình không hiểu vì sao bão tố lại liên tục đổ bộ vào Trung Quốc, nhấn chìm toàn bộ các tỉnh thành phía Nam. Theo ghi nhận mới nhất từ kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết rằng, một số tỉnh thành phía Nam như Phúc Kiến, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây, Bến Thượng Hải đã bị ngập chìm trong biển nước lũ. Những ngôi nhà cao từ 6 đến 7 tầng bây giờ chỉ còn cái tầng trên cùng là không bị ngập. Hiện tại thì siêu đập Tam Hiệp đang bị báo động đỏ bởi mực nước tại thượng nguồn đổ dồn dập trong những ngày vừa qua đã lên con số 65 tỷ mét khối nước. Các chuyên gia thủy lợi trên toàn cầu cho rằng nếu như đập Tam Hiệp mà bị vỡ, nó sẽ nhấn chìm 3/4 diện tích Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Đây chính là nguyên nhân mà người dân của Trung Quốc đại lục đang phải đi sơ tán ở khắp mọi nơi. Một số người giàu có thì đáp những chuyến bay sang châu Âu, châu Phi và châu Mỹ để tránh trú. Người không có tiền thì lẩn trốn sang đường mòn, lối mở để sang các nước láng giềng, trong đó có sang Việt Nam. Người Trung Quốc đang không biết phải làm sao khi mùa mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập đang xảy ra liên tục và tràn lan suốt những ngày vừa qua, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt ở thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn. Các tỉnh thành như Thâm Quyến, Hồ Bắc, Vũ Hán, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Đông trong những ngày vừa qua, mưa to, gió lớn, động đất cũng tiếp tục xảy ra ở cường độ rất mạnh, khiến cho điện, đường, trường, trạm bị phong tỏa. Tất cả các khu tự trị của phía Trung Quốc đã phải báo động cảnh báo cấp cao nhất. Người dân khuyến cáo không được đi ra ngoài đường. Có một điều cực kỳ nguy hiểm cho phía Trung Quốc, đó chính là siêu đập Tam Hiệp, siêu đập lớn nhất hành tinh đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi mực nước tại siêu đập đã vượt mức báo động đỏ tới 14 mét. Người ta cho rằng nếu như trong một vài ngày tới lượng mưa đổ dồn dập từ thượng nguồn phía đập Tam Hiệp đổ về hạ lưu mà không được ngăn chặn thì nhiều khả năng siêu đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ một hoặc ba cửa xả. Đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc có tất cả là 32 cửa xả được xây dựng trong vòng 15 năm và Trung Quốc đã tiêu tốn một lượng tiền khổng lồ cho con đập Tam Hiệp kể trên. Con đập Tam Hiệp là nơi án ngữ qua con sông Dương Tử và nằm ở thành phố Hồ Bắc cũng như Hồ Nam. Nó là niềm tự hào của chính quyền ông Tập Cận Bình, nhưng bây giờ siêu đập Tam Hiệp lại là tử huyệt chết người của phía Trung Quốc. Chính vì vậy, mở những trận mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập đang là mối nguy hiểm cực lớn cho phía Trung Quốc và điều này đang khiến cho đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon, ngủ không yên. Hiện tại thì chính phủ Bắc Kinh đang không biết phải làm sao bởi vì họ liên tục nhận được những tin vô cùng xấu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc. Hôm qua vào lúc 8 giờ tối, trên trang tin thời sự kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bản tin Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc đã thông báo một tin buồn cho phía Trung Quốc. Đó là từ nay cho tới tháng 8, Trung Quốc sẽ phải đón nhận từ 25 tới 30 cơn bão lớn nhỏ sẽ đổ bộ từ đảo Hải Nam, tức là ở ngoài khơi Biển Đông và tỉnh Quảng Đông. Sau đó, nó sẽ di chuyển vào quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh. Tiếp theo, nó sẽ di chuyển xuống các tỉnh phía Nam, trong đó siêu đập Tam Hiệp gây nguy hiểm cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu phía Trung Quốc và dường như mẹ thiên nhiên vẫn tiếp tục ra tay trừng phạt Bắc Kinh thay cho các nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng bão tố và mưa gió liên tục càn quét tới Trung Quốc làm cho điện đường bị phong tỏa, người dân bị cô lập. Chính quyền ông Tập Cận Bình thì không biết phải làm sao. Người ta cho rằng chính Trung Quốc đã gây ra tội ác cho thế giới nên bây giờ Trung Quốc phải đền tội là điều hiển nhiên. Và nếu như không muốn thiên tai dịch bệnh xảy ra thì Bắc Kinh bây giờ chỉ còn có một con đường duy nhất, đó là con đường xin lỗi các nước trong khu vực, trong đó có xin lỗi Việt Nam. Ngoài ra Trung Quốc phải lập đàn cầu khấn để làm sao thiên tai dịch bệnh không hoành hành. Chứ cứ tình trạng này thì không biết là Bắc Kinh sẽ đi về đâu. Theo kênh truyền hình CCTV và mạng TikTok của phía Trung Quốc đã đăng tải một số hình ảnh cho thấy rằng mưa lũ xảy ra ở khắp mọi nơi, nhất là siêu đập Tam Hiệp, một trong những tử huyệt chết người của phía Trung Quốc. Đập Tam Hiệp được biết đến là một siêu đập lớn nhất trên hành tinh tới thời điểm hiện tại, bởi vì trên thế giới không có một nước nào có con đập lớn như vậy. Và đập vẫn là một trong những điểm du lịch cũng như là kỳ quan mà người Trung Quốc được cho là rất tự hào.
Thế nhưng bây giờ đập lại là một mối nguy hiểm cho Bắc Kinh khi mưa to, gió lớn vẫn đang càn quét phía Trung Quốc. Thưa quý vị, có một thông tin vô cùng đen tối đối với cả người dân ở thành phố Vũ Hán, nơi xảy ra đại dịch COVID-19 lần đầu tiên trên thế giới. Đó là một trận động đất mạnh 3,5 độ Richter đã xảy ra sát siêu đập Tam Hiệp, chắn ngang qua con sông Dương Tử. Trận động đất đêm ngày hôm qua đã làm cho người dân một số vùng hạ lưu tại siêu đập Tam Hiệp phải chạy đi những nơi khác để trú ẩn. Theo ghi nhận từ trang mạng TikTok của Trung Quốc, thì trận động đất đã làm cho 80 triệu người phải di tản ngay trong đêm ngày hôm qua, lúc 2 giờ sáng. Và trận động đất đã làm cho một khu vực rộng lớn tại đập Tam Hiệp bị rung lắc rất là mạnh. Được biết, trận động đất có cường độ 3,5 độ Richter, chấn động sâu dưới lòng đất khoảng 2.000 km, tức là 2 cây số, đã khiến cho tất cả các vùng hạ lưu tại Tam Hiệp phải ra cảnh báo đỏ và người dân của Trung Quốc đang vô cùng lo lắng bởi những thiên tai dịch bệnh vẫn đang hoành hành. Trong khi cả thế giới đang dồn sự chú ý vào xung đột giữa Nga và Ukraine, thì ở Biển Đông, Trung Quốc tiến hành tập trận kéo dài hơn một tuần gần bờ biển Việt Nam, khiến tình hình khu vực thêm căng thẳng. Tuần trước, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3 trong khu vực nằm giữa tỉnh Hải Nam của Trung Quốc và Việt Nam. Trung Quốc cũng cảnh báo tàu thuyền tránh xa khu vực này. Đối chiếu tọa độ mà phía Trung Quốc công bố, khu vực tập trận nằm gần ngay chính giữa thành phố Tam Á của đảo Hải Nam và thành phố Huế của Việt Nam. Một phần của khu vực mà Trung Quốc thao dựng quân sự nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi những hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Trung Quốc tiến hành dựa trên tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông. Lâu nay, Trung Quốc đơn phương vạch ra đường chín đoạn, hai đường lưỡi bò, một yêu sách chủ quyền phi lý chiếm tới 80% diện tích Biển Đông dựa trên lập luận quyền lịch sử, lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của nhiều nước ven Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982, các quốc gia ven biển xác định vùng đặc quyền kinh tế EEZ của mình với chiều rộng không quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở và thêm lục địa với chiều rộng không quá 350 hải lý tính từ đường cơ sở hoặc cách đường đẳng sâu 2.500m, một khoảng cách không quá 100 hải lý. Các vùng biển ngoài phạm vi tài phán của các quốc gia ven biển gọi là biển quốc tế hay biển cả, đáy biển và tài nguyên khoáng sản ở vùng biển quốc tế là di sản chung của nhân loại. UNCLOS cũng xác định các quốc gia ven biển có quyền chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên của vùng nước, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, thực hiện một số hoạt động kinh tế và quyền tài phán đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường. Mọi hoạt động liên quan để thăm dò khai thác tài nguyên thiên nhiên tại vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của quốc gia ven biển phải được phép của quốc gia đó. Mọi hoạt động không được cấp phép đều là bất hợp pháp, vi phạm các quy định của UNCLOS. Đều là thành viên UNCLOS nhưng Trung Quốc lại không tuân theo quy định trên mà tự xác định vùng biển của mình ở Biển Đông một cách phi pháp, dựa trên khái niệm mơ hồ, quyền lịch sử. Liên quan đến vấn đề này, tháng 6 năm 2016, tòa trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc đã ra phán quyết cho rằng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy về mặt lịch sử, Trung Quốc đã chỉ một mình thực hiện việc kiểm soát vùng nước trong đường chín đoạn, cũng như tài nguyên tại đây. Vì vậy, tòa kết luận không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc yêu sách quyền lịch sử với đường chín đoạn. Như vậy, có thể thấy việc Trung Quốc tiến hành tập trận trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dù dưới bất cứ lý do nào là vi phạm chủ quyền, quyền tài phán trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982 của Việt Nam. Nó không tuân thủ thỏa thuận với các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển mà Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết năm 2011. Vi phạm cam kết của Bắc Kinh về tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC ký giữa Trung Quốc và các nước ASEAN năm 2022. Điều 5 của DOC đã nêu rõ các bên chịu trách nhiệm thực hiện sự tự chế trong việc thi hành các hoạt động có thể gây phức tạp hoặc leo thang tranh chấp ảnh hưởng tới hòa bình và sự ổn định. Liên quan đến hoạt động diễn tập quân sự của Trung Quốc đang diễn ra ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khẳng định một phần khu vực thông báo hàng hải thuộc vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam được xác định theo UNCLOS 1982. Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông, hành động khuếch trương sức mạnh làm căng thẳng tình hình. Thời gian gần đây, Trung Quốc tăng cường các hoạt động tập trận ở Biển Đông.
Số liệu thống kê của MSA cho thấy trong năm 2021, Trung Quốc đã tiến hành ít nhất 51 cuộc tập trận, nhiều hơn so với con số 20 trong năm 2020. Nếu tính từ đầu năm 2022 đến nay, Trung Quốc đã tiến hành ít nhất 7 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có một cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ. Trên cơ sở mổ xẻ từ nhiều góc độ, các chuyên gia quân sự cho rằng mục đích của các cuộc tập trận mà Trung Quốc tiến hành ở Biển Đông xuất phát từ âm mưu độc chiếm vùng biển này trên cơ sở đường chín đoạn. Đó là hành động khuếch trương sức mạnh, răn đe với các nước đang có tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc. Đó cũng là hành động vừa cảnh báo, vừa có tính chất thăm dò xem phản ứng của Mỹ và các nước trước tham vọng độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh. Theo ông Colin Cole, nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, cuộc diễn tập ở khu vực quần đảo Trường Sa mà Hải quân Trung Quốc thường tiến hành mang hàm ý nhằm phô trương sức mạnh để khẳng định những tuyên bố chủ quyền đơn phương. Còn nhà báo Javad Haydarian của Philippines thì nhận định các cuộc diễn tập hải quân ngày càng hung hăng của Trung Quốc được nhiều người coi như một nỗ lực khai thác thế suy yếu của Mỹ để bảo đảm lợi thế mới trong các điểm nóng. Chuyên gia hải quân Brian Clark thuộc Học viện Hudson, trụ sở ở Washington, Mỹ thì cảnh báo một mối nguy hiểm khác là các cuộc tập trận của Trung Quốc không đơn thuần mô phỏng một cuộc tấn công vào các lực lượng quân sự khác, mà là sử dụng quân đội tương tự như hành động của cảnh sát để trấn áp tình trạng bất ổn dân sự tiềm tàng. Lâu nay, thế giới đã biết tới chiến lược vùng xám của Trung Quốc khi nước này lợi dụng lực lượng tàu cá, dân quân biển để cưỡng bức và ngăn chặn việc khoan dầu hay quấy rối ngư dân các nước trong khu vực. Chiến thuật này không sử dụng lực lượng quân sự nhưng vẫn dựa trên cơ sở áp đặt bằng sức mạnh. Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động ở Biển Đông, Hải quân của Trung Quốc được tăng cường đầu tư với tốc độ chóng mặt. Theo Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ, nếu như năm 2015 Hải quân Trung Quốc chỉ có 225 chiến hạm trong biên chế, thì tới nay con số này đã là 360 chiến hạm, nhiều hơn Mỹ 63 chiếc. Dự kiến đến năm 2025, Hải quân Trung Quốc có thể biên chế tới 400 chiến hạm, trong khi Hải quân Mỹ chỉ đặt mục tiêu duy trì hạm đội 355 chiếc. Không chỉ gia tăng về số lượng, theo ông Andrew Erickson, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Đại học Hải quân Mỹ, Hải quân Trung Quốc không còn phải nhận hàng thải từ ngành công nghiệp đóng tàu, thay vào đó là những chiến hạm ngày càng tinh vi và có năng lực, trọng tải lớn và mang nhiều vũ khí hơn. Tàu Hải quân Trung Quốc lại được bảo vệ bằng lực lượng tên lửa quy mô lớn tại đại lục, giúp tăng sức mạnh trong mọi cuộc xung đột gần nước này. Với Trung Quốc tăng cường các hoạt động tập trận trên Biển Đông nhằm khuếch trương sức mạnh, từng bước hiện thực hóa tham vọng độc chiếm vùng biển này đã khiến tình hình khu vực thêm căng thẳng, tạo nguy cơ xung đột đi ngược lại những nỗ lực nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực. Tình hình mưa bão ở Trung Quốc đang căng như dây đàn, không khác gì những ngày tận thế. Khi đêm ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay, cơn bão số 4 đã đổ bộ vào quảng trường Thiên An Môn và nhiều tỉnh thành khác của phía Trung Quốc, làm tan hoang một khoảng trời và làm sập 1.400 căn nhà, làm hư hỏng nặng một sân bay quốc tế mang tên là Bắc Kinh. Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bắc Kinh đã bị sét đánh hỏng mái nhà, hàng ngàn ô tô bị cuốn trôi lênh đênh ra ngoài Biển Đông, bệnh viện, trường học, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều phải đóng cửa và ngừng hoạt động. Cây cối bị quật đổ, lưới điện quốc gia của Trung Quốc bị đánh sập toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc phải sống trong bóng tối. Cầu cống, đường xá, điện đường, trường trạm bị ngập lụt và bị ảnh hưởng nặng nề. Gần 80 triệu người dân của Trung Quốc phải khăn gói quả mướp di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Trong số đó có khoảng gần 3 triệu người dân của Trung Quốc đang tập trung rất đông ở cửa khẩu Móng Cái Quảng Ninh, cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu Hà Giang của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam của chúng ta nhất quyết không mở cửa để cho người Trung Quốc tràn sang bởi vì dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại. Nếu như bây giờ cửa khẩu của Việt Nam mở cửa để cho người Trung Quốc tràn sang thì dịch bệnh lây nhiễm là hết sức phức tạp và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng Việt Nam đang đóng cửa biên giới và cấm cửa người Trung Quốc tràn sang lãnh thổ của Việt Nam là hoàn toàn chính xác. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà biên giới Việt Nam vẫn được các lực lượng chức năng, lực lượng bộ đội biên phòng canh giữ 24/24 giờ để cấm cửa người Trung Quốc tràn sang lãnh thổ của Việt Nam. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất sốt ruột.
Tuy nhiên, Trung Quốc đang được bất tòng tâm bởi vì Mẹ Thiên Nhiên và Đức Chúa Trời đang cho là vẫn đang trút những cơn mưa to đến rất to để trừng trị Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bản tin về dự báo thời tiết lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay cho biết, đêm qua và rạng sáng nay, bão số 4 đã gây mưa to đến rất to, tàn phá nặng nề nhiều khu vực ở Trung Quốc, khiến lũ tại thượng nguồn con sông Dương Tử, Hoàng Hà và Mekong đổ về vùng hạ lưu mỗi lúc một nhiều, làm cho con đập Tam Hiệp phải mở thêm 4 cửa xả để xả lũ. Hiện nhiều nơi của Trung Quốc bị ngập từ 4 đến 6 mét, nhiều ngôi nhà cao tầng bây giờ chỉ còn cái nóc là không bị lũ nhấn chìm. Hiện cơ quan cảnh báo động đất lũ lụt Trung ương Trung Quốc đang phát đi thông báo khẩn cấp cho toàn bộ cơ quan chính quyền cùng người dân của nước này rằng mọi người hãy tìm nơi ẩn nấp. Bởi vì trong chiều nay và tối nay, nhất là nửa đêm và rạng sáng, bão số 4 còn gây mưa, gió giật tới cấp 17, đề phòng những cây cổ thụ sẽ bị quật đổ vào. Ngoài ra, cơ quan Trung Quốc còn cảnh báo những cơn mưa to đến rất to sẽ tiếp tục xối xả ập vào phía Trung Quốc, nhất là ở thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn, thành phố Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Vũ Hán. Nhiều khả năng con đập Tam Hiệp sẽ không chịu được sức ép kinh khủng này, và nếu như không chịu được cơn bão số 4 tàn phá, đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ bất kỳ lúc nào, và khi nó vỡ nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc ra ngoài Biển Đông, và khi đó Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ. Hiện chính quyền ông Tập Cận Bình đang mải mê cho quân đội của nước này chinh chiến ở ngoài Biển Đông cũng phải ra thông báo khẩn cấp để điều động 24 tiểu đoàn cùng 50 tiểu đội ứng phó khẩn cấp để giải cứu con đập Tam Hiệp cũng như dòng nước ở sông Dương Tử. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tính đến ngày hôm nay đã là ngày thứ 67, mặt trời không xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành khác của nước này, thay vào đó là những cơn mưa to, sấm sét, bão tố, lũ lụt, vòi rồng, động đất thay phiên nhau quần thảo Bắc Kinh, làm cho Trung Quốc đã tồi tệ rồi, nay còn thảm hại hơn rất nhiều. Hiện các lực lượng chức năng đang cho phong tỏa nhiều khu vực ở Trung Quốc bởi vì những tuyến đê bao tại thủ đô Bắc Kinh cũng như xung quanh con sông Dương Tử đã bị vỡ. Chính quyền địa phương nói rằng cần phải di tản dân gấp bởi vì nhiều khả năng lũ quét lũ ống sẽ lại xuất hiện. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc đưa tin, những hình ảnh kinh ngạc mà bão số 4 đã làm cho Trung Quốc điêu đứng, dòng nước của nó chảy như thác từ trên trời đổ xuống, khiến ngập lụt xảy ra toàn bộ 28 tỉnh thành phía Nam. Ngoài ra, nhiều tỉnh thành phía Bắc cũng bị lũ cuốn trôi. Cư dân của Trung Quốc đã chứng kiến một cảnh tượng choáng ngợp khi một thác nước dường như đã bị thổi ngược trong bão số 4. Tờ báo của Trung Quốc miêu tả chi tiết như sau. Cơn bão số 4 mang theo gió mạnh, giật tới cấp 17, tương đương với 140 km/h. Ở tâm bão đã đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn và nhiều tỉnh thành khác, trong đó có tỉnh Chiết Giang. Điều đáng chú ý là cơn bão xuất hiện vào lúc 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm kia. Đây là thời gian mà người dân của Trung Quốc đang nghỉ ngơi. Chính vì vậy mà thiệt hại cũng như thương vong xảy ra là rất nhiều. Tới trưa cùng ngày, sức gió tại tâm bão số 4 là 110 m/s, đồng thời di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc cho hay, bão số 4 của Trung Quốc trong năm nay đã khiến hơn 38.000 người phải sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm bởi vì mưa lớn và gió giật mạnh tấn công khu vực bờ biển phía đông của nước này. Cơ quan khí tượng thủy văn của tỉnh Chiết Giang đã phát cảnh báo khẩn cấp tới thị trấn và thành phố trên toàn tỉnh. Mưa bão đã được dự báo trong suốt cả ngày. Đáng chú ý, thác núi Andam, một trong 4 thác núi lớn nhất ở Trung Quốc, đã chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục trong cơn bão số 4. Chúng ta có thể xem những đoạn video và hình ảnh trên mạng xã hội mà phía Trung Quốc cũng như là nhiều tờ báo quốc tế truyền tải để thấy rằng cơn bão số 4 tàn phá Trung Quốc nặng nề như thế nào. Hiện các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thông báo thống kê về thiệt hại người và của do bão số 4 gây ra. Nhưng theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dự báo rằng thiệt hại là vô cùng to lớn, lên tới 150 tỷ nhân dân tệ. Hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới, đã đưa rất nhiều hình ảnh cũng như những đoạn video chụp từ vệ tinh cho thấy bão số 4 đã tàn phá 29 tỉnh thành của Trung Quốc, nhấn chìm nhiều điểm du lịch của nước này, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng tàu chiến của Trung Quốc được cho là vẫn đang gây hấn với cả Mỹ ở ngoài Biển Đông, quanh quần đảo Phú Lâm và eo biển Đài Loan. Hiện hải quân của Trung Quốc vẫn đang đối đầu căng thẳng với hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Được biết đây là những tham vọng mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang tạo ra ngoài Biển Đông, bất chấp lũ lụt, mưa bão đang hoành hành tại đất liền của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, từ đầu năm tới giờ Trung Quốc liên tục đón nhận những điều tồi tệ mà dịch bệnh cũng như là thiên nhiên đang dội lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình để trừng trị thay cho thế giới.
Có thể nói dịch COVID-19 tàn phá nặng nề 31 tỉnh thành của Trung Quốc, khiến cho kinh tế của Bắc Kinh xuống thấp nhất kỷ lục trong lịch sử. Ngoài ra, từ tháng 5 tới bây giờ, mưa lũ và bão tố liên tục ập tới, đổ hàng ngàn tấn nước từ trên trời rơi xuống, khiến cho con đập Tam Hiệp suýt chút nữa thì nó bị vỡ. Theo các chuyên gia thì con đập vẫn đang trụ vững và chưa bị vỡ, nhưng nếu tình hình mưa bão vẫn cứ tiếp tục xảy ra kèm theo động đất, sóng thần cũng như lũ quét, sạt lở và vòi rồng thì nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị vỡ là 100%. Và khi nó vỡ, thảm kịch nó gây ra cho Trung Quốc được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Và chúng ta cùng chờ xem con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc cũng như là lớn nhất của thế giới có bị vỡ hay không thì hồi sau sẽ rõ. Kính thưa quý vị, hàng chục người nghi thiệt mạng khi mưa lũ làm ngập một con đường hầm đông xe ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hồi đầu tuần. Nước dâng ngập hầm chỉ trong vài phút khiến nhiều người không kịp chạy thoát. Truyền thông Trung Quốc đưa tin chính quyền thành phố Trịnh Châu đang nỗ lực rút nước khỏi đường hầm Trinh Quang, nơi hàng trăm xe cộ bị mắc kẹt do lũ. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực trong suốt 2 ngày qua, nhiều đoạn của đường hầm vẫn bị ngập hơn 2 mét, dự kiến phải mất thêm một ngày để rút toàn bộ số nước. Dù chính quyền chưa công bố số người thiệt mạng bên trong đường hầm, đã có nhiều thông tin tìm kiếm người thân của những người mắc kẹt. Theo báo South China Morning Post, đường hầm Trinh Quang đi qua một khu vực trung tâm đông đúc của thành phố 1,2 triệu dân Trịnh Châu và thường xuyên xảy ra ùn tắc vào mùa mưa. Ngoài ra, chính quyền ở tỉnh Hà Nam vẫn tiếp tục di tản người dân khỏi các vùng lũ. Tại các thành phố như Tân Hương, Hạc Bích, An Dương vẫn chìm trong nước lũ. Ở Tân Hương, hàng ngàn người bị mắc kẹt do nước lũ và chính quyền mới đây cảnh báo một con sông bị vỡ bờ đang đe dọa thêm nhiều khu dân cư. Theo thông báo từ chính quyền, đến nay đã có ít nhất 56 người thiệt mạng và 5 người mất tích trong đợt lũ ngàn năm có một ở Hà Nam. Hơn 585.000 người đã di tản tránh lũ, trong khi chính quyền giúp di tản hơn 919.000 người. Tổng cộng 7,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi đợt lũ, cao gấp đôi so với ước tính 3 triệu người hồi giữa tuần. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, khi mà chưa khắc phục xong hậu quả lũ lụt thì Trung Quốc sẽ lại sắp hứng bão lớn. Hôm nay Trung Quốc đã đóng cửa các cảng và đường sắt để chuẩn bị cho bão Infa trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả sau lũ. Theo Tân Hoa Xã, bão Infa được dự báo sẽ đổ bộ vào tỉnh ven biển Chiết Giang gần Thượng Hải. Nhà chức trách Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cấp độ 3, mức cao thứ 3 đối với cơn bão này. Hơn 100 chuyến tàu đi qua khu vực cũng đã bị hủy bỏ. Theo Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc, chính quyền Thượng Hải đã đóng cửa một số công viên và bảo tàng. Đồng thời, người dân được cảnh báo dừng các cuộc tụ tập quy mô lớn ngoài trời và ở trong nhà. Tất cả bến tàu, hàng tại cảng Dương Sơn ở phía nam Thượng Hải cũng bị đóng cửa. 150 tàu bao gồm cả tàu chở khách và tàu chở hàng đã được sơ tán khỏi khu vực. Bão Infa hướng tới Trung Quốc trong bối cảnh tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này vẫn chưa thu dọn xong hậu quả của trận lũ lụt trong tuần này. Trận lũ lụt lịch sử trên khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và gây ra nhiều thiệt hại cơ sở hạ tầng. Hàng triệu người đã bị lũ lụt ảnh hưởng. Một số người bị mắc kẹt không có thức ăn hoặc nước uống trong nhiều ngày. Hơn 495.000 người đã phải sơ tán. Theo chính quyền Hà Nam, trận lụt này gây thiệt hại đến hàng tỷ đô la Mỹ. Thành phố Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã phải hứng lượng mưa bằng với lượng mưa cả năm chỉ trong 3 ngày. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong một đoàn tàu điện ngầm tại đây do nước lũ khiến hành khách bị kẹt trong toa tàu. Theo truyền thông Trung Quốc, bão Infa có thể tiếp tục gây ra mưa lớn ở một số khu vực của tỉnh Hà Nam trong những ngày tới. Tình hình bão tố, mưa to, ngập lụt, vỡ đê, nhà đổ cuồng phong, vòi rồng ở Trung Quốc vẫn đang hết sức nguy cấp. Rạng sáng ngày hôm nay, một tòa nhà chung cư cao 23 tầng ở thủ đô Bắc Kinh đã bị đánh sập bởi một trận cuồng phong do cơn bão số 4 quét qua, khiến cho toàn bộ quảng trường Thiên An Môn bị phong tỏa. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 68 đen tối. Một số khu vực như thủ đô Bắc Kinh, thành phố Quảng Tây, Quảng Đông, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Vũ Hán vẫn sống trong cảnh bóng tối vì bầu trời liên tục xuất hiện những cơn mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4, một trong những cơn bão siêu mạnh đổ vào phía Trung Quốc. Cho nên từ đêm ngày hôm qua tới rạng sáng ngày hôm nay, mưa liên tục trút 5 triệu tấn nước từ trên trời đổ xuống phía Trung Quốc, khiến lũ lụt ở thượng nguồn đập Tam Hiệp, sông Mekong, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang ập về vùng hạ lưu, làm cho mực nước tại nhiều tỉnh phía Đông, phía Nam, phía Bắc và phía Tây của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước, nhiều nơi tiếp tục ngập sâu từ 3 tới 7 mét, nhiều ngôi nhà cao từ 5 tới 9 tầng ở Thượng Hải, Hồ Bắc, Hồ Nam đều bị nhấn chìm tới nóc.
Đứng trước tình hình cấp bách và nguy hiểm kể trên, cơ quan cảnh báo động đất và lũ lụt Trung Quốc đã phải phát đi thông báo khẩn cấp ngay trong đêm ngày hôm qua, cảnh báo rằng toàn bộ người dân nên tìm gấp nơi trú ẩn bởi vì Trung Quốc vẫn tiếp tục hứng chịu những trận mưa to gió lớn, ngập lụt tới cuối tháng 8 này mới chấm dứt. Trung tâm Cứu nạn Cứu hộ Trung ương Trung Quốc cho biết rằng hôm qua Bắc Kinh vừa mới khôi phục được trạm phát sóng đài tiếng nói Trung Quốc, thì ngày hôm nay vào lúc 2 giờ đêm, cuộc phát sóng trên kênh truyền hình CCTV đã bị bão quật đổ khiến đài truyền hình Trung ương Trung Quốc bị gián đoạn. Người dân không xem được TV, thiệt hại ước tính lên tới 170 tỷ nhân dân tệ. Thế nhưng giới quan sát cho biết, ở ngoài Biển Đông, ông Tập Cận Bình vẫn phát lệnh cho máy bay, tàu chiến và quân đội của Bắc Kinh đụng độ đối đầu nảy lửa với một chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ tại vùng biển giáp với đảo Phú Lâm, bởi vì ông Tập cho rằng tàu chiến của Hải quân Mỹ đã xâm phạm vào phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận. Không những thế, chính quyền của ông Tập còn được cho là đang đem con virus Vũ Hán đi lây lan ra khắp thế giới, nhất là lây lan mạnh ở Mỹ. Bởi vì trong những ngày vừa qua, các cơ quan chức năng và mật vụ FBI của Hoa Kỳ phát hiện ra những đồ dùng có chữ in Trung Quốc đang được bí mật gửi ra 50 bang của Mỹ, và trong những đồ vật này có chứa mầm mống bệnh virus corona. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm bởi vì phía Trung Quốc đang muốn đầu độc Mỹ và một số nước trên thế giới hòng đánh bại Mỹ để vươn lên ngôi vị số 1 trên thế giới. Đó là âm mưu thủ đoạn của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình và FBI cho biết. Khi lực lượng chức năng mà xác định chính xác những đồ vật mà Trung Quốc gửi sang Mỹ để hủy diệt Hoa Kỳ, thì nhất định chính quyền Tổng thống Mỹ ông Biden sẽ ra tay trừng trị tận gốc Trung Quốc. Khi đó chắc chắn sẽ có một màn kịch được cho là rất hay, bởi vì Mỹ mà đánh Trung Quốc thì thảm họa là vô cùng kinh khủng. Chúng ta hãy chờ xem ngày tận thế của Trung Quốc sắp đến rồi. Chính quyền của ông Tập Cận Bình sắp bị chính quyền Tổng thống Mỹ ông Biden ra tay trị tội rồi. Kính thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lũ ở nước này vẫn đang trong giai đoạn hết sức nguy hiểm và phức tạp. Bởi vì những tháng gần đây là những tháng mùa mưa của Trung Quốc, mưa chồng mưa, lũ chồng lũ, bão chồng bão, khiến cho một tòa nhà chung cư cao cấp và rất nhiều ngôi nhà khác ở thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đã bị cơn bão số 4 đánh cho sụp đổ. Nhưng rất may không có thiệt hại về người, vì người dân của Trung Quốc được cho là đã đi di tản khắp nơi để trú ẩn rồi. Tờ báo Tân Hoa Xã của phía Trung Quốc đã cung cấp những hình ảnh và những đoạn video cho thấy một chung cư cao tầng và rất nhiều ngôi nhà ở Trung Quốc đã bị bão số 4 xé toạc như những tờ giấy trắng. Hình ảnh một tòa chung cư cao cấp ở tỉnh Chiết Giang bị cơn bão số 4 xé toạc như nhà bằng bìa cắt tông đang được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết ít nhất một số cư dân đã chết do gió cuốn bay từ tầng số 12, 13 bay xuống dưới đất. Tờ báo của Trung Quốc còn cho biết bão số 4 vượt qua miền Bắc đảo Đài Loan trước khi nó đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền đông của Trung Quốc vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày hôm kia với sức gió giật trên cấp 12 và đo được tại tâm bão lên tới 133 km/h. Mưa lớn đã gây ngập lụt ở nhiều khu vực, trong đó có quảng trường Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh. Bão số 4 tàn phá nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc khiến cho 3.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và nhiều người dân phải sơ tán gấp, khiến 830.000 hộ gia đình ở các thành phố lớn bị mất điện, hư hại cực kỳ nghiêm trọng. Nhiều bức ảnh trên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc ghi lại cảnh một tòa chung cư cao 22 tầng và 18 tầng ở thành phố Chiết Giang, thành phố Quảng Đông, Quảng Tây bị gió thổi bay hết ban công, cửa sổ và vách tường. Nhiều điều hòa, tủ lạnh, TV cũng bị trôi lênh láng ra ngoài Biển Đông. Một phụ nữ 62 tuổi sống trên tầng 11 của một tòa nhà chung cư cao cấp ở thủ đô Bắc Kinh nói rằng cửa sổ của nhà bà đã bị cuốn bay vào lúc 2 giờ đêm ngày hôm qua và đã làm cho một người thiệt mạng. Những bức ảnh trên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc làm dấy lên sự lo ngại của bão lũ khi Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận đòn thấu xương của mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời dội xuống phía Bắc Kinh để trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng, thì hải quân của Trung Quốc vẫn cho bắn đạn thật để uy hiếp quân đội của bà Thái Anh Văn giáp eo biển Đài Loan trước sự chứng kiến của Hải quân Hoa Kỳ. Đây là một thông tin cực kỳ chính xác do tờ báo Đài Bắc cung cấp. Tờ báo của Đài Bắc cho biết rằng, nghe tin quân đội của Bắc Kinh do ông Tập Cận Bình cầm đầu đang tập trận chiếm đảo của Đài Loan, cho nên chính quyền bà Thái Anh Văn cùng Mỹ đã điều 200.000 lính đem theo rất nhiều máy bay chiến đấu và tàu chiến tiến ra ngoài Biển Đông và tiến sát eo biển Đài Loan để chặn quân đội của phía Trung Quốc đang gây hấn rất mạnh.
nguồn tin quân sự của Đài Bắc đã cho biết chính quyền bà Thái Anh Văn và Mỹ đang kết hợp với nhau để điều tàu chiến ra ngăn chặn quân đội của Bắc Kinh, bởi vì họ đang cho diễn tập bắn đạn thật và phóng tên lửa uy hiếp quân đội của bà Thái Anh Văn. Đây được cho là một hành động rất ngông cuồng mà chính quyền ông Tập Cận Bình thường xuyên gây sức ép lên bán đảo của Đài Loan nhằm thôn tính bán đảo này về tay của Trung Quốc đại lục. Đứng trước tình hình đó thì Mỹ đã lên tiếng nói rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bắt nạt, gây hấn ngông cuồng ngoài Biển Đông. Chính quyền của ông Tập Cận Bình nên chăm lo cho đời sống của nhân dân Trung Quốc bởi vì lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh đang hoành hành tại đất nước này. Nếu như ông còn hung hăng ngoài Biển Đông thì nhất định thiên nhiên sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Đây là nhân quả báo ứng mà mẹ thiên nhiên cũng như Đức Chúa Trời đang giáng đòn lên đầu ông Tập Cận Bình, bởi vì những tội lỗi của ông ta gây ra cho nhân loại là không bao giờ kể hết được. Kính thưa quý vị, tờ báo quốc tế cho biết ở ngoài Biển Đông thì vẫn đang hết sức dậy sóng bởi vì ông Tập luôn muốn chiếm Biển Đông. Còn trong nước Trung Quốc thì liên tục bão lũ xảy ra hết sông Trường Giang đến sông Hoàng Hà và sông Mekong bị đe dọa. Tờ báo quốc tế cho biết tình hình hiện tại của ở đất nước Trung Quốc rất nguy hiểm bởi vì lũ lụt và bão tố liên tục xảy ra, người dân thì thiếu lương thực. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập Cận Bình được cho là không lo cho người dân mà vẫn mải mê đi chiếm đóng ở ngoài Biển Đông. Tờ báo nói rằng sông Trường Giang nước lũ chưa rút và vẫn đe dọa trực tiếp lên cầu đập Tam Hiệp, thì mới đây cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc cảnh báo thiên tai sẽ kéo xuống sông Hoàng Hà và sông Mekong. Đây là một trong những con sông lớn thứ hai, thứ ba của Trung Quốc, và nếu như lũ lụt và cuồng phong xảy ra trên hai con sông này thì nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 100%. Và khi nó vỡ, nó sẽ cuốn trôi gần như toàn bộ đất nước của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Và khi đó, trên bản đồ của thế giới sẽ không xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Đứng trước tình hình nguy hiểm trên thì tờ báo quốc tế có phỏng vấn ông Chen Pao, Phó trưởng phòng cứu trợ thiên tai và dịch vụ công thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, trong một cuộc họp báo, mưa lớn sẽ xuất hiện nhiều khu vực phía Bắc, phía Tây, phía Đông và cả phía Nam của Trung Quốc trong tuần này và tuần tới, thậm chí có thể kéo dài tới cuối tháng 8 này. Vì thế, Trung Quốc sẽ tiếp tục gặp những trận cuồng phong như lũ quét. Theo đó, thì mưa lớn sẽ gây đột ngột ở Trung Quốc, dự kiến sẽ chuyển sang phía Bắc trong tuần này và gây áp lực lên con sông Hoàng Hà sau khi liên tục vùi dập miền Nam hơn 2 tháng vừa qua. Cảnh báo về mức độ nguy hiểm của trận lũ này, ông Chen cho biết, so với miền Nam, các thành phố phía Bắc sẽ có ít kinh nghiệm hơn trong công cuộc phòng chống mưa bão và lũ lụt, vì thế sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều tờ báo quốc tế cũng như trang mạng xã hội nói rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị nứt, bị vỡ và bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện con đập Tam Hiệp vẫn không bị ảnh hưởng gì bởi mưa bão, nhưng họ khuyến cáo rằng nhiều khả năng nó sẽ bị vỡ lên tới 99,8%. Nếu như Trung Quốc hứng thêm một trận động đất, sóng thần hay một cơn bão ngang ngửa với cơn bão số 4 vừa qua, một tin được cho là hoặc cực kỳ đen tối và xấu đối với Trung Quốc khi trung tâm này dự báo rằng trong một vài ngày tới, thậm chí từ cuối tháng 8, Trung Quốc vẫn phải hứng chịu những trận mưa to đến rất to, bầu trời của Trung Quốc vẫn chưa xuất hiện ánh sáng của mặt trời, vì thế Trung Quốc vẫn còn rất đen tối.